Đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt? Lâu lâu mới được ăn một lần ạ. Lâu lâu mới ăn một lần à? Vâng. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Sĩ xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sáng nay thì mấy anh em có đi chợ phiên một chút cô bác. Hôm nay thì chợ phiên ấy thì cháu Đức cũng ghi hình rất là nhiều lần rồi, cho nên là mấy anh em chỉ đi mua thức ăn lên thôi. Hôm nay thì cháu Đức tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu chia sẻ. Hôm nay thì mấy anh em thợ là công việc tới đâu rồi cô bác nhé. Bây giờ thì mấy anh em mình đi thôi. Vâng. Một tí nữa thì sẽ cùng ăn cơm với lại anh em đội thợ đâu cô bác. Hôm nay thì cháu Đức cũng có mua lên một ít thịt và em Sử thì cũng có mua về nhà nữa. Như cái thức phim hôm trước thì cô bác anh chị cũng đã theo dõi được rằng là đợt này cháu Đức đưa cho em Sử của tiền bán Phạm gửi thì cháu Đức sẽ không có gửi chia ra thành từng phần một nữa, mà cháu Đức sẽ gửi hết cho em Sử luôn cô bác ạ. Ông thì vẫn còn chưa về à Sử ông ấy? Chưa đã. Ông thì vẫn còn đang chợ phiên, một mình em Hải là ở nhà thôi. Hai anh em ăn xong thì cũng có mua cả cho em Hải là để ăn nữa. Đi đường đấy luôn à? Vâng. Đấy, mà anh thợ thì có thể như là cháu Đức nhìn thấy là chắt xong cái phần phần hiên nhà rồi các bác. Mà anh em thợ thì cháu Đức vừa nhìn thấy là đã chắt xong cái phần là hông của ngôi nhà rồi. Đấy, bây giờ thì để thức ăn ở đấy cho anh em thợ. Anh em thợ đã rồi thì anh em mình đi xuống nhà sau. Vâng. Cho em Hải là ăn sau. Hải chắc là giờ ở nhà đang chân trâu đấy Hải. Hãy để treo lên đi. Treo lên. Hai bố con là chắt xong đấy nhở? Ăn rửa tay ăn bánh đã không? Bây giờ đang làm dở nhỉ? Không là ăn bánh nữa. Sáng nay con sáng không đấy? Có chứ. Có à? Ăn làm không kìa cháu. Cháu ơi. Sáng nay là Sử lai ông đi à? Vâng. Em Hải thì hôm nay là chợ. Hôm nay là em Hải là ở nhà rồi à? Vâng. Mà đi hết thì không ai ở nhà, trong nhà nhỉ? Vâng. Nên là một người vẫn phải ở trong nhà. Hiện tại thì các anh đã chắt xong cái phần hông nhà bên này cô bác này. Chắt xong thì nhìn vào rất là đẹp luôn. Quân có nhìn thấy đẹp không? Hả? Mỗi ngày lên là một vẻ đẹp rồi nhờ. Mấy nữa nhà em Sử tân gia thì không thể thiếu được thêm em Quân nữa rồi nhờ. Mấy anh em thì lên hộ nhau mà làm nữa. Quân thì lên hộ Sử cũng khá là nhiều bác ạ, cô bác ạ. Ấy phở đi cho em Hải lát Sử ơi. Đi đôi giày đấy có
có được không Sử? Vừa chân không? Có đau chân không? Đeo nhiều này ấy. Đôi giày là hôm là bóc ở nhà anh đúng không? Hôm nay đôi giày này là được hai chị là Nguyệt Thúy gửi cho này. Đi xuống nhà xem là em Hải là em ấy đang làm gì không đó. Rồi thì một tí nữa và cháu được xé lên đây ghi hình lại là hôm nay mấy anh em thợ, công việc của mấy anh em thợ xé làm cái gì các bác. Hay vừa rồi thì cháu Lực cũng mua thức ăn lên thì chắc là có khi là một tí là sẽ ăn cơm cùng với anh em thợ luôn. Nhà mới của nhà em Sử thì cháu Lực cũng ghi hình lên là rất là nhiều rồi. Cái đoạn đường này thì cũng khá là gần đúng không bác? Nó không có xa xôi cách trở là bao nhiêu cả. Hải đâu rồi? Đi chăn trâu rồi chứ. Xem nào anh, xem trâu nó có ở không. À trâu để ở mà. Chắc là ở nhà chú bên trên rồi. Chắc là nhà Hải ơi. Hay là đi lấy cỏ rồi. Quân để chạy lên trên nhà chú xem là Hải có ở đấy không. Gọi Hải về ăn sáng. À đây, Hải về rồi. Ông đi chợ đi, ông đi chợ thường là mấy giờ mới về Sử? 12 giờ. 12 giờ là về à? Ôi cỏ chưa thái này này. Không thì thái cỏ đã, hai anh em thái cỏ đi. À cỏ nó vẫn còn không thái à? Cỏ đủ ăn nguyên ngày không? Không thì tí không có ai hộ thái đâu ấy. Nhưng mà một tí có đi đâu không? Hả? Đủ rồi à? À. Hải là lên à, Hải lên trên nhà chú nha. Lên trên nhà chú làm gì ấy Hải? Hả? Chơi thôi à? Em chào anh Lực, chào Hải, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi, hôm nay vừa rồi đi nhà chú chơi à? Vâng. Thấy cỏ cho bò xong là lên à? Vâng. Hãy đi ăn sáng đi. Xả Hải thì hôm nay là không có được đi học này. Cái này lấy để làm gì Hải? Ngày mai mang cho cô giáo. Mang cho cô giáo à? À. Đây cô giáo nhờ lấy hay là như nào? Cô giáo nhờ lấy. À. Đấy, ăn phở ông một tí lại lên trên kia ăn bánh nhá. Mày không được đi chợ có buồn không? Không đâu. Không đâu à? Vâng. Nếu mà Hải không đi là không có ai ở nhà rồi nhỉ? Vâng. À không lạnh à Hải? Không đâu. Quần áo của các ông bà gửi cho ấy thì một ngày mặc một bộ thôi nhá. Vâng. Thay đổi liên tục vào. Hải bây giờ thì còn mình Hải chưa ăn thôi. Ôi mèo là không đói rồi Hải. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị cùng.
Rồi, bây giờ thì ăn phở đi nhá. Vừa rồi các anh thì ăn ở chợ rồi. Hay một tí thì lại lên trên để ăn bánh nhá. Ấy con mèo con cái đói đói kìa, cho nó một miếng. Mèo thì mặc dù là có khi là nãy hải là vừa cho ăn thôi cô bác, nhưng mà bây giờ ngửi thấy cái mùi nước phở thì lại kêu lên. Hải thì rất là yêu quý mèo cô bác này. Hải với Sử là mỗi người một con rồi. Bây giờ thì cho được sẽ cho Hải là ăn phở đó cho cô bác. Cho được sẽ không có cái hình nữa, một tí nữa mà anh em lên trên thì tôi sẽ tiếp tục là cái hình sau. Ôi Bảy à, Bông à, nào Bảy ra đây chào các ông bà đi, quay lại đây. Con chào các ông các bà. Con kính chào các ông các bà. Con kính chào các ông các bà. Rồi nào, khoanh tay không được ngậm tay đấy. Con kính chào. Kính chào. Con kính chào các ông các bà. Ông bà. Con ông kính chào. Chào các ông bà. Ông bà. Rồi. Vừa rồi là anh Hải là trong à, anh Hải chơi với Bảy à, với Bông à? Phải à? Thế lên trên ăn bánh đi. Bánh vừa rồi anh để trên. Đi trước đi. Đi lên trên nhá, đi lên trên nhà mới nhá. Đi thôi. Nhưng mà không đi dép à? Hả? Đi đường nào ấy? Đi đường kia mới đi được. Đường này không đi được đâu. Có đi được đường này không? Ra đây Bông. Đi đường này. Đấy. Vừa rồi thì thấy cháu Lực chạy xuống cô bác này. Thấy em Hải xuống thì cũng không theo, không đi cả dép luôn. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có mua một ít bánh lên cho các anh em thợ nữa. Đấy, vừa rồi thì không cầm xuống đây. Cho các cháu lên trên ăn bánh một chút. Ôi, Bảy thì là đi nhanh hơn rồi nhỉ. Bảy là chị đấy nhỉ. Ôi Mông, đi ăn bánh đi. Đi ra đây. Bảy gọi em ra đây. Ra đây. Thằng kia nữa ra đây. Thằng kia đi ăn bánh ra đây. Ra đây. Pelo. Đấy. Bây giờ gặp nhiều rồi các bác, rất tươi. Nào, Mông, chào đi. Chào. Khoanh tay vào. Con kính chào. Con chào. Các ông bà. Ông bà. Rồi, nào thanh niên này. Con kính chào các ông các bà. Rồi, đi lên trên ăn bánh đi. Hai nhà chú thì cũng phải nói là ở trên vùng cao các bác học hành, còn ở đây thì cháu Lực không có gọi là phê phán hay gì cả. Hay ở trên vùng cao thì hầu như là đa số bà con thì ít được đi học, thì cái trình độ mà văn hóa thì cũng còn hạn hẹp, và cái sự hiểu biết thì vẫn còn kém cỏi, cho nên là không có biết cái hạch mà sinh sản các bác, cho nên là sinh được rất là nhiều bạn nhỏ này. Ô đây là chị à? Ấy, chị mặc váy đẹp thế. Đây cho anh xem váy này nào. Ôi ôi, đây là bạc à? Hả? Đây là bạc à? Đây là ai làm cho đấy? Mua về thôi. Mua về à? Mày mua bao tiền? 550. 550 á? À? Ừ. À, chắc là không phải bạc đâu. Vừa đi chợ về à? Ồ, đi chơi với ai hả? Đây cũng là con là chú của bác, đây là con gái thứ hai. Hãy đi ăn bánh đi. Hãy nhà chú thì có một đàn con của bác. Có tận tới 7 người của bác ạ. Có một người anh cả nữa. Anh cả thì năm nay là được 16 tuổi rồi, cho nên là đã đi làm từ xa rồi. Hàng tháng thì gửi tiền về cho bố mẹ để lấy tiền lo cho các em. Đây, đi ra bên này. Bác ơi, thùng nào lái cho chị khó bác ơi. Ơ?
Để làm thứ nước cháu ạ, mi lượt long ạ. Đi 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 đi. Đi đi. Hãy đi đi. Nào đường này mà, đường này mà. Đường này bong 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 đi vào đây. Đi vào lán này. Hãy đi vào lán này. Rồi không cả đi dép luôn, cẩn thận nhá, đi nhá. Các chú ăn bánh chưa? Chưa. Đi 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 kia ngồi ăn bánh đi. Đi vào ngồi, đi vào lán ngồi. Chú ơi, rửa tay xong rồi làm luôn cái bánh đi cho nó. Đấy, ngồi ngồi xuống đấy, ngồi đây. Đấy, ngồi xuống, đi vào đi. Đấy. Đi vào, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi. Đấy. Hôm nay là ở nhà trong em à hả? Anh cả này, anh cả là tên gì ấy nhỉ? Em ấy. Đúng rồi. Tên là Sơn. Tên là Sơn à? Ừ. Nhưng mà không rửa mặt à, sao mặt bẩn thế? Mặt đen thế. Một tí nữa thì sẽ ở lại ăn cơm với lại các chú luôn các bác. May thì cháu được sẽ không có đi về nữa. Đây, ăn bánh đi, mỗi người hai cái ăn đi. Đây, lấy đi, nào. Bây giờ thì đây, từ bé này. Em xin. Rồi, đây. Rồi. Nào bảy. Rồi. Đây. Rồi, bây giờ thì mời các ông các bà ăn bánh đi. Con mời, nào anh cả nói đi. Con mời các ông các bà ăn bánh ạ. Rồi. Con mời các ông các bà ăn bánh ạ. Rồi. Nào, bông. Con mời. Ông mời. Các ông bà. Ông bà. Ăn bánh. Ăn bánh. Rồi, nào thanh niên này, con mời. Ăn mời. Các ông bà. Ăn bà. Ăn bánh. Ăn bánh. Rồi. Ôi nước muối có vẻ ghê quá. Ăn bánh đi. Ăn bánh đi. Ăn đi cho mồm ăn đi. Hôm nay mẹ đi chợ về có mua cái gì ăn cho không? Không. Không à? Ừ. Bố mẹ thì đi chỉ có là mua mua những cái thực phẩm mà cần thiết mà muối mới chính thôi các bác. Còn là để mà có tiền dư ra mua bánh như này thì chắc là có khi là không có mua được. Nhà thì cũng mới làm xong ấy cho nên là nhà chú cũng không có tiền là bao nhiêu cả. Ăn tiếp đi, ăn nhanh lên nhá. Chú cũng ăn nhá. Hãy cháu được cùng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng cháu được ăn bánh luôn. Ở đây là cái bánh mà cháu được mua ở chợ này các bác này. Bánh thì có hình ngôi sao này. Hình này là hình gì? Ngôi sao. Ngôi sao. Rồi. Anh cả năm nay học lớp mấy rồi? Anh năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 6. Lớp 6 rồi à? Ừ. Kém chưa bằng tuổi anh Hải à? Ừ. Ồ, thế ăn đi. Thôi. Em trai được bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi rồi. Được 3 tuổi à? Ừ. Thế còn bông? 4 tuổi. 4 tuổi. 7. 5 tuổi. 5 tuổi. Ăn gì? Đói chưa? Hả? Một sáng nay có ăn gì chưa? Sáng nay ăn gì chưa? Có. Có à? Sáng nay ăn gì? Ăn cơm. Ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với nước. Ăn cơm với nước gì á? Hả? Ăn cơm với nước nước sôi hay là nước nguội? Nước sôi. Nước sôi à? Ừ. Là lấy nước nguội chan cơm ăn à? Ừ. Ôi dồi. Đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt? Lâu lâu mới được ăn một lần ạ. Lâu lâu mới ăn một lần à? Vâng. Ừ. Thế thì bữa ăn thịt của mình là được bao lâu rồi? Được một tuần chưa? Chưa. Chưa được một tuần thôi à? Vâng. À. Rồi, mấy anh em ngồi đi ăn bánh đi. Đây. Đây. Hai bên kia ngồi ăn bánh nhá. Đây, Hải có lên không? Có. Có à? Thế ngồi đi ăn bánh tiếp đi. Ngồi ăn phở xong rồi ăn bánh tiếp đi. Còn ôi sửa đi giày nhở, ai không đi giày thì vào đi. Ôi, từ từ cho chú cắm ba lai luôn, cho chú cắm cơm luôn. Đó, chú lại làm luôn cái bánh luôn.
Vâng vâng. Thảo rồi. Thầy đang lên ạ. Ừ. Ăn bánh yên sử. Ăn bánh không? Hai mặt. Cháu xin mời quý ông bà ăn bánh ạ. Con mời tất cả quý ông bà chú con ăn bánh ạ. Ăn hết chưa? Hết chưa? Hả? Còn hai cái là của ai? Của Bảy với lại của anh Xuân đúng không? Ăn đi nhá. Mày quay các bác. Đây là Mông à? Tên là Mông à? Giàng Sơ Mông à? À. Cái bánh dầu đấy nó sắc quay năng hóa sáu sáu hình. Quay công việc của hai bố con là hôm nay sẽ làm về cái gì chú? Này chắc là chất kia xong là tí chiều chắc là cầm cửa cái này thôi. Cầm cửa à? Ừ. Thế nên mấy anh kia là hôm nay là vẫn chưa lên được à? Chắc chưa lên, mai sao? Ngày mai à? Ừ. Ngày mai là phải thêm đông đông người để làm cái này nhỉ? Làm lợp cái này trên này nữa, là làm trong nữa. Hôm nay mà lên nhiều người quá thì cũng không có việc gì mà làm nhỉ? Không có. Bây giờ thì ngôi nhà cũng dần vào hoàn thiện rồi các bác, cho nên là sẽ các chú sẽ cắt thêm người để đi làm công trình khác ở dưới kia. Ăn bánh đi ca. Chuẩn bị đi đâu ấy? Chơi. Đi chơi à? À. Dạ. Còn ăn nữa không? Hả? Đây này, ăn mỗi người một cái nữa. Lấy mỗi người một cái nữa. Đấy. Để hết đấy nhá. Ăn hết xuống cho nhá. Có ngon không Hà Bảy? Có ngon không? Ừ. Ngon đúng không? Đúng. Dạ nhá, lần sau á. Dạ. Rồi. À xử đi, lấy ít rau cải lên. Ít rau cải. Ba cái luôn. Canh ấy. Lấy đi, tí nấu vào cái canh này. Nước canh này. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi hái một chút rau cải của nhà ba ông cháu được các bác này. Rau cải thì bây giờ cũng đã đến lúc ăn rồi. Cháu Lực sẽ bảo em xử, em hải đi hái một chút. Thì nếu mà lúc mà ông về cháu Lực sẽ gửi tiền cho ông các bác nhé. Ở đấy công của ông chồng thì nuôi chăm sóc thì cũng khá là lâu các bác. Thì mới được xanh tươi tốt như này. Rồi, thả xuống đi hải, cứ thả xuống đi. Tí anh em mình nhấc lên thả xuống. Đấy. Thả xuống. Rồi hái một chút ra rau cải để một tí anh em mình nấu canh nào. Tí Hải ăn cơm trên kia nhá, không phải nấu cơm đây đấy nhá. Ông của Sử là vẫn chưa có về các bác này. Sử thì vừa rồi bảo đi xuống đón ông. Ở đây là Hải có phải tưới nước không? Có à? Mấy hôm nay mưa thì có phải tưới không hả Hải?
Này hái một chút như hải tầm độ tầm 2 phần nữa thì là được rồi, canh nhé. Ủa đây có sâu nhiều như hải. Ở đây thì dâu, ở đây thì dâu này không bón thuốc trừ sâu cho nên là có dâu rất là nhiều, sâu rất là nhiều các bác. Ở đây là, nó là dâu sạch luôn rồi. Lấy xong lên trên kia rửa luôn nhỉ. Phải hết, chỗ này là phải hết. Anh Sử đi đón ông tí liệu có đi lâu không hả Hải? Không biết được đâu. Có khi đi xuống ấy là phải lại tìm ông nhỉ? Ôi, cái chuồng lợn của nhà Hải thì cũng bị mục hết rồi Hải đây này. Này thì như kiểu sắp hỏng hết rồi đấy nhở. Nếu ở chia này mà nuôi lợn chắc là có khi là cái chuồng này sẽ bị sập đấy. Bây giờ trong này chắc thả dê là vào là được rồi đấy nhà Hải nhở. Để lấy ông này, giết nó đi, cho sâu đi. Ôi, chỗ này có sâu nhiều đấy nhở. Đây, thế chắc thế rồi, được rồi. Thế thôi được rồi. Tí mà không có nhiều người ăn đâu. Hôm nay thợ thì có không có 2 người thôi. Ui, Quân này cầm cả sơn sâu luôn à? Rồi đi đi. Rồi bây giờ thì mấy anh em mình lại mang đi rửa nhá. Đóng lại cửa lại không là tí gà là đi vào là phá hỏng hết vườn rau đấy, đóng kín vào nhá. Rồi. Ở trên kia có chậu mà. À đâu, trên kia không có chậu đâu. Trong nhà có. Đấy, lấy tạm của nhà Hải mượn đi một cái nữa. Đây, hai anh em đi rửa đây luôn nhá. Quân này nhìn thấy ngôi nhà của Sử như vậy, nhìn như thế thì có ưng không? Có. Có à? Tay là bị sao ấy? Qua bị ngã rồi ạ. Bị ngã ở đâu? Lên trên rừng lấy củi ngã rồi ạ. Úi dồi. Bị cả chân nữa à? Xem bị chỗ nào? Chân xong chỗ nào nữa? Mũi tay thôi ạ. Tay với chân thôi ạ. Tay với chân à? Đi lấy củi là phải cẩn thận nhá. Cái quần thì vừa rồi nó lực lên trên ra đây thì mới nhìn thấy được cô bác này. Em một tí nữa về nhà thì mang lấy cái băng gạt kia ra dán cho quần á. Sao nãy ở dưới kia thì không bảo anh để anh lấy mua thuốc đi bôi cho. Nhà Hải ở trên này còn có cái dán kia không? Hết rồi à? À. Bây giờ thì chuẩn bị là ăn cơm cho các bác. Hôm nay thì sẽ gồm là thịt với lại rau cải thôi. Vừa rồi thì cũng được là các cô ra thăm nhà của Hải sao hỏi chú một chút. Anh chị là tận đâu về anh? Hả? Anh chị tận đâu về á? Nàn Đôn. Nàn Đôn à? Sang ở tận đây à? Tận đây tìm lựa con. Lựa con á? Nàn Đôn là Duy Su Phi đúng không anh? Đúng rồi.
Đấy, công việc của sáng nay mấy anh em thợ thì cũng đã gọi là chắt xong cái phần bên hông bên này xong hết mọi cái các bác nhá. Chắt xong thì nhìn là ngôi nhà rất là đẹp. Ở đây thì cái góc, cái phần góc, phần mép này thì các anh chưa có thể hoàn thiện được vào. Một tí nữa ăn cơm xong thì các anh sẽ đi vào và hoàn thiện tép, hoàn thiện thêm các bác ạ. Đây, bây giờ thì cháu Đức cũng sẽ cùng anh em đội thợ là ăn cơm thôi các bác. Hôm nay thì có rau cải với lại thêm tí tiết lợn nữa, vừa rồi cháu Đức mua lên, cộng thêm thịt lợn nữa. Nào Hải, mời các ông bà ăn cơm đi. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm. Rồi, Quân thì không ăn cơm à? Em không ăn ạ. Không ăn à? Thế mời các bác ăn cơm nhá. Vâng. Bác ăn cơm, thanh niên cơm nhá. Rồi, Hải ăn cơm đi. Hãy cháu Đức cùng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng mấy anh em ăn cơm các bác nhá. Cơm đi Hải nhá. Cái tiết này là ở chợ người ta là làm cho nhiều mỡ, à nhiều muối. Muối. Ừ, mặn đấy. Hôm nay phải pha thêm nước nhỉ. Ừ. Rồi cái nồi cũng cùng ấy rồi. À. Đẩy nồi. Chú ăn thịt nhá. Này, Hải ăn đi. Chú, này. Ăn rồi. Thanh niên tự gắp nhá. Lớn này. Lớn thì tự gắp nhá. Quân nhà bé ăn phở ông Hải không? Trong mình bảo là chưa đói quá. Sáng thì ăn phở chợ rồi, xong rồi đến nhà Hải làm thêm với Hải nữa, giờ là chắc là no Quân ha. Mai là được lập trên này rồi nhỉ chú nhỉ? Mai. Mai là lập xong là làm hầu như là xong hết một cái rồi nhỉ? Ừ. Đổ ốp ở cái kia nữa, lắp cái nhà vệ sinh nữa là xong rồi. Vẫn còn một quả. Các chú đi công trường à, hay đỡ đấy nhỉ? Rồi chấm mấy tí với muối với lại mì chính nhỉ, mới ăn được chứ. Thế là ngày mai là tất cả anh em đội thợ là tập trung hết trên này làm một hôm nữa là xong. Nhưng mà hôm cuối cùng thì chắc là nhiều việc chắc phải lên chứ. Bây giờ còn cái ránh thôi. Cái ránh này, hải lập này. Chắt này. À, ốp ấy. Ốp liền. Lắp vào vệ sinh cho xong rồi. Hải lắp thịt ăn đi Hải. Ông với Sử là đi chợ là chưa có về chắc cô bác. Chắc là phải mua thêm đồ gì nữa. Bây giờ thì chắc là mấy anh em cũng ăn cơm đó các bác, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi lúc chiều lại tiếp tục làm. Ở đây thì có những cái thước phim thì cháu Đức sẽ quay nguyên một ngày thì mới đủ gọi là một cái thời lượng mà video các bác ạ. Mỗi công việc là cháu Đức chỉ quay một chút thôi. Vừa rồi thì mấy anh em cũng đã ăn cơm xong rồi các bác. Bây giờ thì phải nói là cũng đến gần đến lại 3 giờ chiều rồi các bác ạ. 3 giờ chiều thì cháu Đức mới lại tiếp tục ghi hình cho tất cả của bác anh chị là cùng
biết là hôm nay anh em thợ là sẽ làm những thêm những công việc gì các bác. Hôm nay thì mấy anh em thợ sẽ lại hoàn thiện thêm là về cái phần cửa của bác ạ. Còn là chắt xong, còn chắt mọi cái thì tất cả đã chắt hết rồi. Thế bây giờ thì việc ít thì mấy anh em thợ cũng chỉ đi làm có 2 người thôi. Phần là chắt cửa nó chắt hôm nay là chắt xong rồi đúng không? Còn về cái phần phòng bếp này thì ngày mai các em thợ mới đổ được, láng được cái nền của bác ạ. Quân với em Hải thì hai người nhỏ hơn thì không biết là làm việc gì các bác. Thì nhặt ra những cái vỏ bao này này, mang ra bên kia để khô thì mang đốt đi. Ném hết ra đây đi Hải. Ném hết ra đây. Đây. Nhặt ra cái vỏ bao, nhặt ở vỏ bao bên kia kìa. Hay ở trước mặt em ấy, đây. Mang ra bên kia để nó ngày mai kia khô là mình mang ra đốt đi. Sáng sớm nay trước khi mà cháu Lực lên thì hầu như tưởng như là không có nắng nữa các bác. Đến thời điểm hiện tại thì lại nắng luôn. Bây giờ thì cứ để gom ra bên này, trong là mấy hôm nữa để đốt sau các bác để nó khô đó. Quân là xem lấy bật lửa lên xem là khô chưa. Nếu mà khô thì đốt luôn. Hải, em đi lấy cái kia kìa. Cái cành của cái thông kìa. Đấy. Lấy cành của cái thông ra thì nó mới cháy nhanh kìa. Cành khô ấy, cái cành khô ấy. Cái đấy. Cành khô đấy kìa. Không lấy cành khô, cái thông bên này Hải. Đây này, góc này, bẻ góc này. Cho anh Quân để anh đốt này. Đây, mấy cái cành khô này. Cái cành không, cái cành của nó ở đấy. Đấy, mình lấy cái đấy. Thế bây giờ thì bây giờ thì các anh em thợ đang hoàn thiện nốt là cái phần cửa sổ của bác. Ngày mai thì có khi là anh em cơ khí sẽ vào là đo cái phần cửa cho cháu Lực để cho các anh thợ là đi làm. Tại bây giờ thì bức tường thì cũng đã khô xong mọi cái rồi. Cái phần này thì ở video trước thì cháu Lực cũng đã nói rằng là cái phần này sẽ không phải là cái tiền trích từ tiền quỹ làm nhà ra, mà cái phần tiền này là cái phần tiền mà được các bác là gửi thêm cho cháu Lực để đi thuê anh em thợ sơn vào. Bây giờ chỉ trong lúc đang đợi cửa thì cháu Lực sẽ đi đặt sơn về. Sơn thì cháu Lực nó đặt rồi các bác, nhưng mà liệu là nó có về kịp không. Nếu mà nó về kịp thì
sẽ sơn trước lúc mà khi mà lắp cửa, còn là không về kịp thì sẽ lắp cửa xong mọi cái rồi thì cháu Lực sẽ đi vào và sơn sau cô bác ạ. Bây giờ ngôi nhà của ba ông cháu thì hiện tại là mấy em thợ xây dựng thì chỉ có hoàn thiện ở cái phần chắt cái bếp và khói này, cái phần đổ thêm một cái nắp nữa này và lắp cái nhà vệ sinh, hoàn thiện ở cái phần công trình phụ nữa và cái dãy đằng sau nữa thì anh em thợ cũng đã làm xong rồi các bác. Đấy, đốt ra chân của Quân nữa này, xong thì bỏ kéo cái tấm xanh ra Quân này, kéo cái tấm xanh nha em. Đấy, kéo tấm xanh ra đi, tấm xanh còn dùng đến. Còn cái vỏ bao cái cắt làm đôi rồi thì không có dùng đến nữa rồi. Đấy, để ra bên này. Hãy đốt ở chỗ đấy xong đi. Hái em chạy lên đằng sau nó dùng mấy cái vỏ kia ném hết ra thì chỗ mà đang cháy đi. Đấy, ném hết ra đấy. Trong lúc mà mấy anh em thợ mà vừa làm thì ở nhà không có việc gì làm các bác, cháu Lực sẽ bảo em Hải với em Sử là đi nhặt thêm những cái bao này về để đốt luôn, chứ không mấy nữa là nó có rất là nhiều rác. Đi xem là sau nhà đây còn có bao tải không, xem từ đằng sau xa này có không. Hãy nhặt hết ra những cái vỏ bao tải ở xung quanh nhà ra đi Hải nhá. Đấy, ở đây thì hôm nọ cháu Lực có đọc được bình luận nói rằng là tại sao cháu Lực lại đào thêm một cái rãnh lên đây cô bác này. Thì bây giờ cháu Lực xin được lý giải và nói thêm một lần nữa. Ở đây thì cháu Lực sẽ tạo là đào hai cái rãnh luôn. Không phải là đào hai cái rãnh mà cái rãnh đằng sau thì là bắt buộc là cháu Lực là phải làm rồi. Bởi vì là đến sau này là nó có cái mùa nước cô bác. Thì nó lại có giò là nước từ chỗ chân của em Hải đi ra này. Đấy, cho nên là cháu Lực sẽ làm mà cái rãnh ở xung quanh nhà xong là chảy ra hướng bên kia luôn các bác này. Đấy, còn là cái rãnh bên này thì sẽ là cái rãnh mà để nó chắn mưa, để nó chắn cho nó mưa từ chảy từ phía trên kia xuống thì nó cũng sẽ chảy ra hai bên luôn, nó sẽ không có chảy đi xuống dưới đằng sau nền nhà của ba ông cháu nữa. Pro mọi cái thì cháu Lực cũng đã mang về và chuẩn bị hết ra đây rồi các bác. Sáng sớm ngày mai thì có thể như là các anh sẽ lập luôn. Em Quân lên thì trên nhà của ba ông cháu có việc gì thì em Quân là đều hộ việc đấy cả cô bác. Anh em thợ thì chỉ hộ cho người ta làm được chút gì thì hộ. Còn là những công việc gì mà cháu Lực cần phải làm thì cháu Lực sẽ bảo ban các em là cùng cháu Lực để làm luôn đấy cô bác. Để vừa làm dần dần là đến mấy nữa. Thì lúc mà khi hoàn thiện xong ngôi nhà thì hầu như mình cũng đã
làm xong dọn dẹp xong phần mọi cái rồi, chứ không phải là để thêm 1-2 ngày để dọn dẹp nữa. Còn hiện tại cái tách này thì cháu Lực vẫn cứ đặt đây cô bác nhá. Là cháu Lực vẫn đang đi hỏi về nước, nhưng mà thật sự ra là rất là buồn các bạn. Khi mà cháu Lực đi hỏi thì chú thì có hôm là đi lấy cỏ này, có hôm thì không ở nhà, cô thì cũng đi làm, thế là con cái ở nhà, thế là không có biết là cái điều này cả. Cho nên là phải canh hôm nào một tí nữa thì phải canh là xem là chú đã về chưa. Xin số điện thoại thì chú không có điện thoại cô bác ạ. Còn cái thước phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cũng cả nguyên là một ngày cháu Lực ghi hình thôi. Hôm nay bây giờ thì sẽ phải là kết thúc cái thước phim, xem là mấy anh em thợ làm như thế nào. Và một lúc nữa thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về thôi các bác. Còn cái thời lượng thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Có lẽ là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.